cạnh nha. Giá em bao ship tận nơi nha các bác. Chuyển khoản đủ thì em tính 24 nha. Đây, e căng này các bác. Hàng chắc Mỹ về là những con chốt hay là những cái đinh vít là nó sẽ là trắng tinh, nó không có hiện tượng là oxy hóa như những sản phẩm đã xài ở Việt Nam. E căng zin của nó này các bác. Đây, chốt zin này. À, nhìn chốt zin này. Còn những cái lại căng mà nó the căng màu xanh lìa xanh lét là bắt buộc nó phải gỡ cái chốt mà ra nha. Bấm lại chốt mới là có dấu liền nha. Còn những cái zin là nó như thế này, nó chỉ được bấm một lần nhất trong đời, kiểu như được sinh ra một lần trong đời đó. Rồi tiếp tục đây. Đây các bác, tuyến lo đẹp keng nha, gồm nó cấu hình là gồm là bát 30, 2 mic, 2 chép giấy và một siêu chép kèn. Màng là màng FB nha, màng FB zin mỏng. Đấy, và chép này các bác, mic này các bác. Kèn hết, tất cả là hoàn hảo nha, em bao zin hết nha, bao zin tuyệt đối hết nha. Những cặp này mà các bác ghép với những dòng âm ly cổ gọi là hết bài luôn, gọi là hết thuốc. Chơi những nghe nhạc vàng, nhạc bolero, đặc biệt đánh nhạc bre 75 rất là hay, tại vì nó sở hữu tới hai cái lỗ mic các bác. Các bác mà nghe tiếng giải mic nó gõ tiếng lóc cóc lên càng nghe rất là phê nha. Các bác ở xa cọc tiền thì cọc khoảng 2 triệu trở lên, em ship hàng tận nơi. Lo bên em là chưa qua tay người xuyên Việt Nam. 88 mà em giao vào tất cả các bác rất là nhiều nha. Vừa rồi cặp vừa rồi em lên sóng á là mã là 133 là em đã giao cho bác khách Đà Nẵng rồi, giá là bác chuyển khoản luôn tính 24. Đấy, là bao ship luôn đó nha các bác. Cặp này cũng vậy thôi, em cặp tiền 243, còn chuyển khoản là em tính 24. Lo đẹp, lo tiếng chọn nha. Rồi, tiếp tới cạnh thứ hai. Cặp này là mã là mã 7 không? Mã 7. Mỗi cặp nó có cái mã từ bên nước ngoài đánh dấu cặp các bác. Để về là đúng cặp. Bằng gỗ rất đẹp nha. Lưng cũng là lưng mộc, mã số 7. Đây bác là chốt thì alo cho em, mã số 7. Trên những loa thì bên nước ngoài trước khi về họ đánh số nha. 80W trên một loa nên là rất là dễ ghép. Tem còn nguyên hết nè. 24.300, chuyển khoản đủ là 24, bao ship. Những cặp này là ship là cũng mất 500.600 thôi. Em tính cân đối hết luôn. Nói chung là hàng em về là trực tiếp lãi chút đỉnh thôi. Giá cân đối giá tốt nhất để các bác mình chơi. 88 mã FB em giao 24.300. Cọc tiền thì ở quá xa thì em ship thì cọc 2 triệu trở lên. Mọi chi tiết mua xem sản phẩm các bác cứ alo cho em hai số điện thoại này nha. Đấy. Rồi, xin chào hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Nó e căng là e căng tổ em nha bác, e căng tổ em, đặc trưng của dòng lườm 166 Horizon, không lẫn vào đâu được nha. Không lẫn vào đâu được. Cặp này em đang giao là 33 triệu bao gồm phí ship. Đối với hàng đẹp cặp này mic vàng nha, mic huyết á. Vâng, và đây là e căng phía bên trong của nó nha. Đấy, len keng. Cặp này mic vàng. Đấy, bẩn này các bác. Đây, đeo ra, mà căng nó là căng zin này. Cái căng bên trong là căng zin không rách một miếng nào luôn các bác. Đây, cái phần gỗ này. Một đẹp keng luôn. Lưới nó không một lỗ lỗ luôn nha. Em soi kỹ từ bên trong luôn các bác cùng xem thấy không? Này, tem treo đầy đủ nha. Bát là bát 30. Đấy, bát 30. Adico, nói chung nó sử dụng cấu hình bát lực của Yichang L65 ấy. Lo mic, lo chết, nó đẹp nhá nhựa luôn, các bác thấy chưa? Đấy, lo thì bảo hành zin hết nha các bác, chưa qua tay người sử dụng Việt Nam, lo từ nước ngoài về. Đấy, lo mic vàng. Lo chết này. Bát 30. Bọc mạc. Đấy. Hai vi tinh chỉnh cho giải mic và giải chép, lỗ thông hơi phía trước.
cho kháng là 8 ôm. Cặp này mic vàng, độc và hiếm. Tiếp với em này thì các bác chơi đèn này, Acufay này, Lookman này, 309, 309V hoặc là 80V, 85V hoặc là Acufay những dòng cổ như là 22, 202 này, 301 này, 303, 303X hoặc là những dòng xanh xui. Nói chung là những dòng âm ly bình thường thì đánh tốt các bác, tại vì những dòng cũ từ Anico thì nó không cần công suất lớn đâu, chỉ cần một con âm ly có âm sắc tốt là được. Hoặc là các bác chơi những con đèn này L34, KT88, 300B thì theo túi tiền, có túi tiền nhiều thì chúng ta chơi 300B. Con này em đang giá là 33 triệu bao gồm phí ship nha. Sau đây mời các bác cùng xem thùng quách của lo này luôn. Mọi chi tiết các bác cứ alo cho em qua hai số điện thoại này nha. Cọc tiền các bác cọc khoảng 2 triệu trở lên là em ship hàng nha. Ví dụ các bác cọc 2 triệu thì các bác nhận hàng thanh toán là 31 triệu. Đây là cạnh trên của loa. Còn chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt là 300 nghìn. Là còn lại là 32 triệu 700 nếu chuyển khoản luôn. Tiết kiệm 300 nghìn để cà phê cà pháo cả tuần. Còn các bác nào ngại thì cứ cọc tiền. Cọc tiền thì vẫn giá 33. Anh lo tuyển chọn bên em này. Cạnh này, đây, phía bên tay phải nha. Hay các bác cùng nhìn ạ. Rồi tiếp tục là cạnh bên tay trái. Dòng loa này nó sử dụng trạm loa mỏ chim nha, như những L100 Canturi. Có đời thì nó sử dụng trạm nhựa, đời thì sử dụng trạm nhắn mỏ chim. Đấy, đẹp ngất ngay. Những cái con hàng mà từ nước ngoài về thì các bác xài nó sướng, yên tâm. Và mình cũng là người sử dụng đầu tiên tại Việt Nam thì nó cũng đã mắc bỏ con tiền ra xứng đáng các bác. Đấy, tem phía sau là dập RBL là còn nguyên luôn nha. Cạnh vách này có thấy cạnh vách không? Keng luôn. Còn nguyên luôn nè. Đây nó có file mờ theo thời gian. Nói chung là rất là đẹp đấy. Cặp loa L66 Horizon này về đẹp. Vừa rồi em có về một cặp mà em đã giao rồi, chắc trên đường về đơn tới thứ hai là bác ấy nhận hàng rồi. Em mới giao một cặp các bác. Nên nó thông báo có một cặp về em lấy luôn, đưa về luôn. Lên sóng các bác cùng xem. Ngày nay về được một con 5000X với cặp L166 Audio này nè. Bác nào có muốn sưu tầm và chơi cặp này thì cứ alo nha. Những cặp lo hay của RBL đó. 112 này bác. L100 Canturi, L166 Audio, những dòng tầm 30 trở lên. Đáng chơi.